La Văn Hy bất ngờ khóa môi Tống Thiến, chính thức xác lập mối quan hệ tình ái. Tưởng không hợp nhưng lại hợp không tưởng, La Văn Hy và Tống Thiến bất ngờ trở thành cặp đôi hot nhất mùa hè năm 2021. Kế hoạch nguồn nhịp tim với sự tham gia diễn xuất của Tống Thiến, La Văn Hy từ khái sinh đỉnh nhất nhất Tôn Giai vụ, bao gồm 45 tập phim, khai máy từ giữa tháng 12 năm 2018 đã chính thức lên sóng được một khoảng thời gian. Ban đầu, bộ phim không nhận được tín hiệu của khán giả vì nữ chính Tống Thiến từng để lại nhiều ấn tượng không tốt qua những vai diễn cô từng đảm nhận trước đó. Đa số các bộ phim Tống Thiến tham gia diễn xuất đều không đem về hiệu suất tốt, ngược lại còn gây nhiều đầm tiếu. Tuy nhiên, có vẻ như kế hoạch nguồn nhịp tim đã đem về cho nữ diễn viên cơ hội trở mình mới khi liên tục lọt tốt phim hot nhất trong tuần. Một trong những yếu tố khiến kế hoạch nguồn nhịp tim thành công hơn mong đợi đó chính là sự kết hợp ăn ý giữa nam chính và nữ chính. La Văn Hy và Tống Thiến khá hợp nhau trong các phân cảnh tương tác. Đặc biệt, màn khóa môi trong tập mới đây của cặp đôi đã khiến cho bộ phim tăng lên đồ hót. Hiện kế hoạch nguồn nhịp tim đang trong giai đoạn phát triển mạch tình cảm giữa cầu Giai Ninh và Châu Tiểu Sơn. Đặc biệt, sau màn khóa môi xác định mối quan hệ, dự kiến khán giả sẽ càng mãn nhãn hơn với những màn tình tứ phía sau. Kế hoạch nguồn nhịp tim là bộ phim mới lên sóng từ ngày 22 tháng 7. Nội dung phim kể về cầu danh ninh do Tổng Thiên Đóng là nhà nghiên cứu cốt lõi trong phòng thí nghiệm. Một tập đoàn dược phẩm nổi tiếng trong nước có quyết tâm chinh phục chứng minh sức mạnh của mình với cộng đồng khoa học. Thí nghiệm đã đạt đến giai đoạn lâm sàng. Phòng thí nghiệm cũng đưa đến Châu Tiểu Sơn do La Văn Hy Đóng, một nghiên cứu viên. Sự khôn ngoan và kiềm chế của Châu Tiểu Sơn đã thu hút sự chú ý của cầu Giai ninh bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo